năm 2030, Nam Định trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, là tỉnh phát triển khá của cả nước, một trong những trung tâm phát triển quan trọng của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Đây là mục tiêu trọng tâm trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố vào hôm nay. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự hội nghị. Để đạt được mục tiêu phát triển tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 khoảng 9,5% trên một năm, Nam Định sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến giao thông huyết mạch, quan trọng, kết nối trung tâm vùng, trọng điểm, phát triển đột phá khu vực kinh tế biển và ven biển, đặc biệt là tạo thuận lợi và điều kiện để thu hút các nhà đầu tư. Quy hoạch tỉnh được phê duyệt với 3 vùng kinh tế động lực, 4 trung tâm đô thị động lực, 5 hành lang kinh tế, 7 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực nhằm khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, mở ra cánh cửa lớn, thu hút đầu tư, phấn đấu đến năm 2030, Nam Định trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, là tỉnh phát triển khá của cả nước. Ngay sau buổi lễ công bố quy hoạch, tỉnh Nam Định đã trao giấy chứng nhận đăng ký và ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn là gần 450 triệu đô la Mỹ. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà quy hoạch tỉnh Nam Định đã được duyệt. Với phương châm đồng hành với doanh nghiệp cùng hướng tới thành công, tỉnh Nam Định cam kết sẽ dành những điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi đầu tư vào tỉnh Nam Định. Sự thành công của doanh nghiệp cũng chính là sự thành công của tỉnh Nam Định. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Nam Định có vai trò quan trọng nhằm tổ chức không gian phát triển, trong đó phát triển 4 trung tâm đô thị động lực, chủ đạo và 5 hành lang kinh tế động lực, tạo sự liên kết vùng. Cùng với đó, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư. Nếu nói về Nam Định thì không có lợi thế về cái không gian phát triển, về đất đai tài nguyên. Mà cái lợi thế của Nam Định là chất lượng, nguồn nhân lực. Cái lợi thế của Nam Định là cái sự thông minh trong lựa chọn các lĩnh vực phát triển. Và các chi phí đi vào các sản phẩm hàng hóa chính là chi phí để giảm phát thải khí nhà kính và môi trường. Bởi vậy nên năng lượng xanh sẽ là cái hạ tầng, sẽ là giải pháp, sẽ là cơ hội để chúng ta có sự khác biệt và có một sự hấp dẫn đặc biệt để các nhà đầu tư sẽ tự tìm đến với chúng ta. Đến năm 2025, Nam Định đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực tăng trưởng, có môi trường đầu tư năng động, thông thoáng, minh bạch, thân thiện, người dân có thu nhập cao, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.